Chào anh chị em và các bạn. Anh chị em và các bạn có khỏe không? Vui không? Hôm nay là ngày 13. Nhớ ngày 13 là ngày gì không? Ngày gì? Dạ, Đức Mẹ hiện ra. Wow, cho một tràng tay hoan hô Đức Mẹ hiện ra. Ở đâu nhớ không? Dạ, ở Fatima. Ở Fatima. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 11. Chúng ta cùng hiệp hành với kẻ bé mọn. Mà một trong những người bé mọn ấy chính là Đức Maria. Mẹ xưng là nữ tỳ của Thiên Chúa, là kẻ bé mọn. Mẹ không là gì cả. Nhưng mà Chúa lại đổ xuống cho mẹ muôn vàn ân phúc. Ân sủng Chúa tràn ngập trên cuộc đời của mẹ. Vì mẹ càng nhỏ bao nhiêu, thì ân sủng Chúa càng tuôn trào bấy nhiêu. Trong lời kinh Magnificat mà chúng ta vẫn hát, mẹ đã nói rằng là: linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Chúa lật đổ những người quyền thế và nâng cao những kẻ bé mọn. Hôm nay chúng ta hiệp hành với những người bé mọn. Người bé mọn này không phải chỉ là bé mọn về mặt hình thể, còn là bé mọn về mặt tâm hồn. Có những con người rất là to, cồng kềnh. Có thể người thì nhỏ nhưng mà lại rất to, vì cái tôi nó rất to. Có những người về hình thể, về tuổi tác thì lớn, nhưng mà tâm hồn thì lại rất nhỏ bé, bé mọn. Hôm nay chúng ta gặp gỡ những con người ấy như thế nào? Mời anh chị em và các bạn cho chàng hoa tay hoan hô bốn người khách mời của chúng ta hôm nay. Trước tiên thì xin giới thiệu một vòng. Chị cho mọi người giới thiệu, cho mọi người biết tên chị là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm gì. Thưa cha, con là Vũ Thị Vượng, 67 tuổi, con ở quận 4 và ở nhà nội trợ. Nhà nội trợ. Còn con tên gì, mấy tuổi, ở đâu? Dạ, con Maria Trương Thị Diệu My, 32 tuổi. Con ở nhà ba con nội trợ. Nhà bà nội trợ Diệu My, 32 tuổi. Còn con tên gì? Dạ, con là Vương Nhã Văn. Con giúp cha người nghèo. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con tuổi chó sinh 82. Là bao nhiêu tuổi? 40, dạ. Tuổi con chó sinh năm 82 là 40 tuổi. Vương Nhã Văn, tên hay không? Hay, cho chàng pháo tay. Còn bà, giới thiệu cho mọi người biết bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con là Dương Thị Kiều Nga. Con ở bên quận 4. Con cũng ở nhà nội trợ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con sinh năm 53 đó nha. Sinh năm 53, mà năm nay là năm 2022 thì bao nhiêu tuổi? 12 trừ cho ba còn mấy? Hả? Còn mấy? 9. Vậy là bà 69 tuổi. Vâng, 69 tuổi. Tôi thấy có một số bạn còn đang bấm điện thoại coi thử coi là nhân cộng trừ chia làm sao. Còn khi đó những bà bán về chai nhưng mà bán đồng muống á, đúng không? Bạn bấm điện thoại coi giùm tôi có đúng không? Đúng không? Đúng không? Chứ bấm ra à? Bấm thử coi có đúng không? Mấy bà lội chơi bấm bầm tí bà ra lên 69, còn mình không biết cộng trừ nhân chia không biết là bao nhiêu. Thì thưa anh chị em và các bạn, bây giờ thì chúng ta gặp gỡ, trước tiên là chị giới thiệu cho mọi người coi chị biết hoàn cảnh của bé này như thế nào. Vì hôm nay chúng ta gặp những con người bé mọn. Lát nữa chị em sẽ biết là tại sao chúng ta gặp với những con người bé mọn. Thì cha, con biết Diệu My là lúc đó em bị động kinh đó cha. Rồi cứ ngồi đâu ngồi chỗ, mặt bị trầm cảm lắm, không có ai nói chuyện hết cha. Rồi cái con mới thấy vậy, con nói xin ba phép ba mẹ của Diệu My cho con dắt Diệu My xuống giáo điểm Tin Mừng. Rồi cái ba mẹ Diệu My nói là em nó bị động kinh lắm, đi nó giật, rồi nó mỗi lần nó lên cơn là nó giật môi miệng, mắt trợn lên dữ lắm, cô không biết cách rồi chết luôn á. Không sao đâu con đi rồi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho là em đi được. Từ nhỏ tới lớn em không có biết đi xe buýt cha. Rồi sau cái con cầu nguyện cái em đi xe 72 xuống đó, là em đi được một vài lần em thấy em khỏe ra cha. Rồi về ai cũng thấy em mặt gương mặt em vui tươi hơn trước, không có trầm cảm nữa, không có ngồi. Rồi xong cái em cương con cũng dắt đi
từ 1 giờ cha, mà đi từ ở quận Tư mà xuống dưới đó, mà khi mà về 1 giờ mà đi về tới nơi nhà là 8 giờ đã. Có khi mà không có xe đó cha, là phải sang qua bên kia nữa, là về tới nhà là 9 giờ mấy 10 giờ cha. Dạ, rồi xong rồi con đi như vậy, dắt em đi vậy rồi từ từ em khỏe ra, em tươi tắn ra. Rồi mỗi lần cha cho máy về là em đi. Diệu My vậy là nó bị bệnh từ bao giờ? Dạ, em có nghe gia đình nói là lúc em 5 tuổi em đi học đó cha. Rồi bị sốt não gì đó, Nhật Bản đó cha. Rồi em bị sốt nửa người, rồi em bị té, bị tai biến nửa người cha. Bây giờ Chúa chữa cho em như vậy là cũng mừng rồi cha. Dạ. Rồi bây giờ Diệu My con đứng lên cho mọi người coi. Rồi, đây. Đứng lên cho mọi người thấy, đây là Diệu My. Là nó bị liệt mà nửa bên tay phải, phải không? Rồi, rồi Diệu My nói cho mọi người coi là con bị từ bao giờ? Dạ, con bị lúc 5 tuổi cha. Rồi, bây giờ thì con đang ở với ai? Con ở với ba con, với anh con. Rồi ba con thì làm gì để nuôi con? Dạ con không biết. Con chỉ biết ba con nấu cơm cho con ăn thôi. Cái đó con không biết trời. Rồi ba của con bị là gì? Ba của con sức khỏe như thế nào? Ba con bị sao? Ba con bị trộm một mắt, rồi bị... Con... Bị trộm một mắt. Ba của con chột mà một mắt, rồi nuôi đứa con từ 5 tuổi bị động kinh bại liệt một bên phải. Còn má con? Má con bị thận cha, rồi 24/6 đi chạy thận, rồi 3/7 cũng nghỉ cha. Rồi bây giờ má con còn không? Dạ má con bị dịch rồi mất rồi cha ơi. Lâu chưa? Dạ bữa 23/8 á cha. Vậy là dỗ một năm. Vâng, 23/8. Thưa anh chị em và các bạn, trước mặt chúng ta đấy là một người bé mọn đấy. Người bé mọn vì họ chẳng có cái gì, chẳng có gì cả. Nhà thì ở nhà thuê. Dạ, ở nhà của bà ngoại con. Mấy gia đình, mấy người ở chung với nhau? Dạ, 5 nhân khẩu. 5 gia đình ở chung với nhau trong một căn gia đình, trong nhà bà ngoại. Rồi bố thì bị chột một mắt, mẹ thì mới bị mất, còn đứa con thì nó bị bại liệt như thế này. Và con được ơn của Chúa như thế nào để con hôm nay có thể đứng đây nói cho mọi người, con chia sẻ cho mọi người hồi đó con như thế nào, bây giờ con như thế nào? Dạ, ở nhà con không có nói chuyện với ai hết, con hay động kinh rồi tự nhiên gồng lên rồi tự té. Rồi lúc đó ba má con ra ngoài Hà Nội thăm bà của con á. Dạ, rồi nói nghe tin rồi vậy đi mấy ba về nhà chữa trị cho con. Lúc đó gặp gì rồi dẫn con đi xuống giáo điểm tin mừng á, tới chừng nghe tin cha về trung tâm phục vụ rồi con cũng ghé đây thăm cha. Rồi mời con ngồi xuống. Chị nói tiếp cho mọi người biết về hoàn cảnh của ba nó như thế nào, nó khó khăn như thế nào. Thì con thấy là mấy chị nó ở có gia đình đó cha, ở xa lắm. Người thì ở Hà Nội, người thì lấy chồng ngoài ra ngoài Hà Nội, còn người thì ở đâu Phan Bình Thuận á cha. Rồi mấy người anh thì lấy vợ ở xa. Thì giờ có mình Diệu My ở với ba. Thì ba thì nấu cơm có ăn cử cho ăn, có ăn cử thôi. Cứ sáng ra mua hai ổ bánh mì không vậy đó. Giờ về muốn ăn chấm nước gì ăn thôi. Rồi 3 giờ chiều mới ăn cơm mà thôi. Rồi chiều tối là không có. Tức là hai cha con chỉ có ngày hai bữa. Bữa là một ổ buổi sáng, ổ mì chấm nước mắm. Rồi nhịn cho đến 3 giờ chiều ăn cơm. Thì là cơm mà người ta phát trần á. Cứ 3 giờ chiều ra chứ bệnh viện. Rồi người ta phát cho những người nghèo, người bệnh cơm. Thì hai cha con ra đó người ta phát cơm cho được bữa nào ăn bữa đó. Là như vậy, con người bé mọn không có cái gì ở trong tay.
Rồi ba thì trột một mắt rồi già, rồi cứ đi chờ phát cơm sống qua ngày như thế. Rồi sao mà con biết đọc biết viết không? Dạ con biết đọc biết viết cha. Con học tới lớp mấy? Dạ con học tới nửa năm lớp 5 cha. Rồi học tới nửa năm lớp 5 biết đọc biết viết. Rồi con có biết cái máy là máy gì không? Dạ con biết. Là máy gì? Máy lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Máy này cơ mà. Bài giảng. Lời Chúa hàng ngày. Bài giảng lời Chúa hàng ngày. Rồi con có nghe bao giờ không? Rồi con có cho ai nghe không? Dạ có. Kể cho mọi người nghe con nghe làm sao, rồi con cho đi phổ biến cho mọi người như thế nào? Dạ có máy con tặng cho cái bà đó ở cầu dừa, rồi nhiều người lắm con nhớ. Con đi tặng như thế nào, nói cho mọi người nghe, kể cho mọi người nghe nè. Tại vì đấy có bao nhiêu bạn khỏe này, bạn trẻ nè, mà đâu có ai đi làm công việc đó đâu. Trong khi đó con vừa nghèo vừa khổ, gọi là bé mọn đúng nghĩa luôn, mà chân tay đi lại khó khăn như thế, mà con lại đem máy đi con trao tặng cho những người mà bây giờ không còn nhớ được. Tức là nhiều quá mới không nhớ. Nếu mà tôi có ba anh đây, tôi tặng cho ba anh thì chắc chắn tôi sẽ nhớ. Mấy anh ngồi suy nghĩ thử coi, mấy bạn ngồi thử suy nghĩ thử coi. Bạn đang hiệp hành ở đây nào. Mình có chân tay khỏe mạnh, mình có xe cộ đi lại, mình có sức lực, có thời giờ, có tiền của. Nhưng mà hỏi rằng là mấy người làm được như con bé, bé mọn này, con bé Diệu My này. Mình ăn ngày mấy bữa? Ba bữa chính, hai bữa phụ. Phải không? Ba bữa chính, hai bữa phụ, uống tê. Tối còn uống thêm ly sữa nó mới đi ngủ mà. Còn nó được mấy bữa? Anh chân tay khỏe mạnh, tập gym phải không? Tập thể hình 6 múi, 7 múi khoe lên. Rồi bác ấy thì nhà mấy xe? Hai xe. Còn anh kia thì đi xe gì? Ô tô. Anh chở cái gì? Có bao giờ anh chở thêm được một cái máy nào trên xe anh không? Không. Có bao giờ bác kia cầm cuốn sách kinh nguyện để giới thiệu cho ai không? Cũng không nữa. Vậy thì bây giờ mình nghĩ coi, cái con người bé mọn này nè, chân tay đi cả nhắc đó, mà nghèo khổ như thế đó, mà đem cái máy đi để mà trao tặng gửi cho người ta, bằng cách nào con nói cho mọi người biết đi. Dạ con đem máy về, đi taxi về, con dặn đi lỡ luôn, rồi con thấy bà đó, rồi con tặng. Dạ chị chia sẻ cái cách nó làm như thế nào, tại vì khi em nó không diễn tả được hết cái ý. Dạ thì cha em cũng tặng cho các bà là nói là nghe lời Chúa mỗi ngày được hạnh phúc lắm và bình an lắm, và các bà già đó nghe cũng thích lắm cha, bây giờ yêu mến lời Chúa, mỗi ngày nghe nói tối đó rồi nghe lời Chúa, nghe giờ điếc mà thích lắm. Mà mỗi lần gặp Diệu My là thương Diệu My lắm cha, cứ cũng cho mà cái máy bị hư luôn cha. Sao cái mà nghe nó nói cái máy nó bị hư luôn cha. Nghe đến nỗi mà cái máy nó bị hư luôn. Còn anh đã mở máy bao giờ chưa? Chưa. Anh mở biết bao nhiêu nút vi tính, điện thoại, bao nhiêu nút anh mở. Mỗi cái nút này anh chưa bao giờ anh mở. Nút lòng thương xót đó, cái trang web lòng thương xót đó, cái YouTube lòng thương xót đó, cái Facebook lòng thương xót. Nhưng cái đó anh không bị anh đụng tới cái nút đó, mà nó thì nó đụng đến mức độ mà nó hư luôn nữa. Cứ nút đó nó bấm tới bấm lui, bấm nút lòng thương xót, nút lòng thương xót đấy. Mày có nhiều nút để mà bấm. Nút nào bấm có ra tiền thì bấm. Nút nào bấm mà lên tranh chức tước thì bấm. Nút nào bấm để mình lên cao danh vọng thì bấm. Hơn người thì bấm, giàu hơn thì bấm, mà nút lòng thương xót có bấm hay không? Không. Phải không anh? Rồi hôm nay con đến đây để con hiệp hành với người bé mọn như thế này. Bây giờ con ước muốn gì con nói cho mọi người nghe. Con được cái máy con tặng cho bà. Cứ đơn giản đi, cứ được cái máy là tặng cho bà.
cứ được cái máy để đem đi tặng, cứ được cái máy là đem đi tặng. Con còn ước muốn gì cho con không? Con mong ước gì cho con không? Con ước cho ba mẹ con, cho ba con khỏe mạnh. Dạ. Còn con ước mơ gì cho bản thân con? Con đi lễ mà hàng ngày. Vậy con có đi lễ hàng ngày không? Dạ có. Con đi lễ bằng cách nào? Con đi bộ từ nhà con tới nhà thờ. Dạ. Đi bộ mất mấy phút? Dạ con không biết. Ba, tại vì bé lên xe không có được đó cha. Cái tướng đi ngồi lên xe khó. Nhiều người cũng thấy bé đi bộ hết tội nghiệp, muốn cho chở quá vàng á cha. Nhưng mà bé lên xe khó lắm nha. Cái tướng mấy giờ xa đi, con đi lúc mấy giờ? Dạ đi lúc 4:30 con đi, 5:30 mới rưỡi con đi, trước tiếng hồ con sợ trời mưa. 4:30 chiều. 5:30 lễ mà 4:30 có mặt rồi. Còn 5:30 lễ thì mấy giờ anh đến? 6 giờ anh đến thì tắt đèn là vừa. Đấy. Cứ mỗi lần nghe những cái người bé mọn, những người mà nó ngơ ngao ngao, tôi lại thấy họ lại là những con người khôn ngoan vô cùng. Tôi lại thấy như mình nó sượng làm sao ấy. Tôi thấy sượng lắm, nãy giờ tôi thấy tự nhiên tôi thấy sượng lắm. Sượng ở chỗ là người ta khuyết tật như thế, người ta đi không lại được như thế đấy, mà người ta đi loan truyền tin mừng. Còn những người khỏe mạnh thì cứ chơi chơi ra. Sự cái chỗ là người ta ăn ngày có 2 bữa thôi mà người ta vẫn vui vẻ, và ngày nào cũng đi lễ, đi bộ đi lễ, và đi lễ trước 1 tiếng đồng hồ. Nó nên nó sợ mưa chứ, bữa trời không nghe là nhã cái nào cũng mưa. Khi người ta yêu mến Chúa thì ngày nào mới đến. Không yêu mến Chúa thì Chủ nhật đến lần để trả nợ thôi, cho nó khỏi phạm tội thôi. Còn yêu mến Chúa ngày nào cũng đến, và khi mà đã yêu mến rồi thì càng đến càng sớm càng tốt. Cho nên khi mình đến tham dự lòng thương xót Chúa thì động cơ phải là lòng thương xót, phải là tình yêu thúc đẩy tôi, tình yêu thu hút tôi, và tất cả những việc mà tôi làm phải là vì tình yêu thương. Thì lúc đó nó mới có giá trị và có ý nghĩa, và mới không chán, không nản, không mệt. Còn nếu mà chúng ta chỉ làm vì bổn phận thôi, nếu chúng ta chỉ làm vì để sợ tội thôi, hoặc là nếu chúng ta làm chỉ để phần thưởng thôi đi nữa, cũng còn thấp không bằng cái con bé này. Nó chẳng biết phần thưởng hay không phần thưởng. Yêu mến Chúa là tôi cũng muốn đến với Chúa, tôi cầu nguyện, tôi tham dự thánh lễ. Yêu mến Chúa là tôi muốn cho bà này cái máy, cho bà này cái máy. Cứ như thế thôi. Cứ đơn sơ đi, cứ hồn nhiên như vậy đi, cứ bé mọn như vậy đi. Tại sao cứ phải to cồng kềnh làm cái gì? Suy đi nghĩ lại, tính toán coi làm cái đó có lợi hay không có lợi, có nên làm hay không nên làm, làm vậy thì có bị sao hay không, rồi có được cái gì hay không, có mất cái gì hay không. Ngồi tính toán với Chúa quá. Đi lễ ngày thường thì làm cái gì, rồi đi đến ngày Chủ nhật phải đi làm sao, kiếm nhà thờ nào gần nhất này, làm cho làm lễ nhanh nhất này. Không cần biết, cứ biết chỗ nhà thờ này nhanh nhất là tôi đi, phải không? Lễ hay lắm, mà hay chỗ nào, ông cha ông giảng có 5 phút rồi. Lễ Chủ nhật có 30 phút, ngày thường có 15 phút thôi. Vậy là cứ kéo nhau đi thôi. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta hiệp hành với người bé mọn. Nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì thấy không có cái gì mà đáng để mình học hỏi cả. Mà nghe đi, phải hiệp hành và chịu khó đi với họ. Nghe họ nói, ngồi trong văn phòng, ngồi trên bàn giấy, ngồi trên máy vi tính, làm báo cáo, làm tổng kết. Có nghe được không? Có đến được không? Có gặp được không? Thì làm sao mà hiểu? Mà không hiểu sao hiệp hành, sao đồng hành với họ được? Phải như thế mình thấy rằng là lạy Chúa, con còn to đùng của những tính toán, to đùng của so đo, làm có được nên hay không, rồi có lợi hay không, có vị cái gì hay không, có mất cái gì hay không. Còn đến là cứ đến thôi, làm là cứ làm thôi, vì lòng yêu mến thúc đẩy tôi, như Phaolô nói như thế. Mà nãy giờ chúng ta thấy, tôi đang nghĩ rằng là nó sẽ chỉ có khao khát là cầu cho con khỏi bệnh thôi, mà cha không nói khỏi bệnh gì cả.
cầu cho bố con khỏe mạnh. Thì ước cái gì? Ước cho con được đi lễ mỗi ngày. Mà nó không ước là cho con khỏe để đi lễ mỗi ngày. Không cần. Cái mức độ như vậy cơ mà. Lời cầu của nó không một tí gì có lợi trong đó, trục lợi hay vụ lợi trong đó cả. Cho nên đừng có thấy người ta đau ốm bệnh tật, người ta kéo đến với lòng thương xót, Chúa bảo người ta là chỉ đến để mà xin vụ lợi, xin với xỏ, khấn với khứa. Thế nè, nghe rõ chưa? Nó có xin gì không? Có xin gì cho nó không? Nó có gì lợi lộc không? Đấy. Đấy. Tín thác đấy. Chẳng cần xin cái gì cho mình. Mà nếu có phải xin mơ mà ước gì đó là cho con được đi lễ mỗi ngày. Tôi dâng lễ mỗi ngày, có khi chỉ vì bổn phận. Có khi làm một cái máy móc, quay ra quay vô, làm cho nó xong. Còn đây, ngày nào cũng thế. Cứ trước một tiếng, 4:30 có mặt, 5:30 lễ, để dâng lễ. Chẳng tính toán gì cả. Thì xin Chúa cho ta làm sao đó, bé mọn lại để thấy được con còn quá to lớn, quá tính toán với Chúa. Chúa ơi. Rồi con biết hát bài gì? Con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không? Dạ có. Rồi con đọc cho mọi người nghe kinh lòng thương xót Chúa vì cuộc khổ nạn đau thương. Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lại máu và nước đã tuôn trào từ tánh tâm Chúa Giêsu, như khá nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Anh thuộc được chưa? Anh thuộc được chưa? Anh thuộc được rồi. Anh sao con phải mổ sách như vậy? Chưa thuộc. Chưa thuộc. Muốn đọc lại cho nghe không? Muốn đọc lại lần nữa, con đọc lại cho một lần cho mấy chú nghe con. Vì cuộc khổ nạn của Đức Chúa, vì cuộc đổ khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lại máu và nước đã tuôn trừ thánh tâm Chúa Giêsu Kitô, như khá nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Rồi bây giờ con hát tặng cho mọi người nghe một bài hát được không? Con thuộc bài gì? Dạ bài Tháp Sáng Lên Lên. Tháp sáng lên trong con tình yêu Chúa, tháp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con ngoan ngoãn nên đi về lại muôn lối. Vì sự thương mương nửa hàng bơn Chúa trên trần đời, tháp sáng lên trong con tình yêu Chúa, tháp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Các bạn có thể các bạn không muốn vỗ tay vì bảo hát không hay à? Có khi tôi nghe ca sĩ nổi tiếng đứng trình diễn giữa sân khấu hoành tráng lắm. Nghe xong tôi thấy nó như là nước đổ lá khoai, nước chảy qua cầu, chẳng có một tí cảm xúc nào trong đó cả. Đầy những kỹ thuật, đầy những trình diễn, còn những lời hát của một đứa bé mọn này, nó ngọng ngoẹo đó, nó không thuộc lời đấy, nó không đúng tông đấy. Nhưng mà đó là những lời hát, lời cầu nguyện tuyệt vời nhất trước mặt Chúa. Vì Chúa Giêsu nói rằng lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã không mặc khải những điều ấy cho những người khôn ngoan thông thái, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là ý muốn của Cha. Bây giờ chúng ta quay sang bên tay trái, ta gặp gỡ tiếp những con người bé mọn nữa nhé. Và giới thiệu cho mọi người biết, con ngồi đó chút xíu với Cha nhé. Bà giới thiệu cho mọi người biết coi hoàn cảnh gia đình bà như thế nào. Dạ con, thì con bé này nó bị bệnh từ lúc bé. Con thì con cũng chạy chữa lắm mà cũng không có khỏi. Bệnh gì? Dạ nó bị não á. Bị não chậm phần thần kinh đó cha. Rồi từ lúc bé luôn cha. Rồi tụi con ở thuê nhà. Ba nó mất lúc nó 8 tuổi.
Rồi con thuê nhà thì nhà bị ngập nước. Rồi mẹ con mua hộp cơm, sáng mua hộp cơm ăn, chia ra ăn. Hết rồi nha. Nhà hai vợ chồng sinh được mấy đứa con? Dạ hai đứa, một đứa thì mất hồi 20 tháng 11 này là 6 năm mà con nhớ hoài à cha. Tại vì nó con vô nhà thờ là con nhớ nó làm vệ sinh nhà thờ. Là vô nhà thờ là nó giúp lễ nhà thờ. Con nhớ nó lắm, thằng lớn. Còn con tới con bé này nó bị não vậy. Còn ba nó? Ba nó mất lâu, lúc nó 8 tuổi. Thưa anh chị em, hai vợ chồng sinh được hai đứa con. Cái thằng mà nó lanh lợi, nó chịu khó, nó tốt nhất thì Chúa cất về sớm. Còn cái con bé mà nó bị từ lúc bẩm sinh là bị não, tới bây giờ là 40 năm rồi. Bà mẹ nuôi con 40 năm trời. Năm đứa bé 8 tuổi thì bố nó cũng đi theo thằng anh nó, để lại hai mẹ con. Có khi ta thắc mắc, tại sao không để bố nó lại khỏe để mà chăm sóc, để cho bà cụ này yếu quá, người mẹ nó. Tại sao con bé nó bị bệnh từ bé đó thì Chúa không cất nó đi mà để, chứ bây giờ 40 năm rồi. Trong khi đó cái thằng anh nó thì lại thông thái, thông minh, ngoan ngoãn, chăm chỉ thì lại cất về sớm. Chúa nói đó là đường lối của ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa với đường lối con người nó cũng cách xa nhau bấy nhiêu. Mình không hiểu được. Mà không hiểu được vẫn cứ lạy Chúa Giêsu. Còn tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Còn tín thác vào Chúa. Rồi hai mẹ con ấy sống bằng cái gì, bằng cách nào? Dạ con đi thuê nhà. Rồi con bạn con gọi điện thoại tới rồi đi chợ cho nó. Rồi mua đồ về làm sạch sẽ cho người ta nấu, chứ con nấu dở lắm. Tức là đi giúp việc cho người ta. Nhưng mà vì mình giúp việc nhưng mình không biết nấu ăn, cho nên là chỉ có đến quét dọn rồi đi chợ để đó rồi người ta nấu lấy, phải không? Rồi được đồng nào thì về, hai mẹ con sống với nhau. Ngày cũ hai bữa giống như con bé Trà My. Sao tên nó đẹp thế, tên là Trà My mà. Đóa Trà My cơ mà, tại sao như thế? Tên nó là Vương Nhã Văn cơ mà. Toàn những tên đẹp, tên hay đấy chứ, phải không? Người đời thế gian có thể cho rằng là tên vậy mà người trả ra cái gì. Nhưng mà trước mặt Chúa lại khác. Cái con người bé mọn này, tên nó cũng đẹp như con người của nó vậy. Hoặc là người nó cũng đẹp như tên của nó vậy. Một, chúng ta vừa thấy đấy, một con bé nhã mi, nhã nhặn, để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Còn bà cụ đây, con Vương Nhã Văn, Vương Nhã Văn, nó, con có biết con học lớp mấy rồi Nhã Văn? Dạ từ lớp do không, con không biết chữ nha. Con không biết chữ, con có biết đọc biết viết không? Dạ không. Dạ không luôn. Không biết đọc không biết viết, nhưng mà con biết đọc kinh không? Dạ có. Không biết đọc không biết viết, không biết chữ rồi sao con biết đọc kinh? Dạ mẹ con đọc cho con mỗi ngày. Mẹ con đọc cho con mỗi ngày. Rồi mẹ con đọc cho con những kinh gì, con thuộc được kinh nào con đọc kinh đó? Kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh. Rồi. Dạ cha hết. Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh. Rồi con có đi tham gia sinh hoạt ở trong giáo xứ gì không? Dạ có. Con tham gia những cái gì, con kể cho mọi người nghe. Đi hát ca đoàn thiếu nhi. Sáng là con mẹ con kêu con thức là 7:30 con có mặt ở đó rồi. Còn... vâng, chúng Nhã Văn đứng lên cho mọi người coi. Đây cho anh xem cho một chồng hoa thay hoa nô. Đứng lên. Đây Nhã Văn, Vương Nhã Văn. Hôm nay con vừa tròn bao nhiêu tuổi? Dạ con xin 82, xin 40 cha. Vừa tròn 40 tuổi nha, không biết đọc không biết viết mà biết đọc kinh. Vì nhờ mẹ dạy thuộc lòng, tham gia ca đoàn. Nó vô ca đoàn á, mà nhiều khi con thấy bạn bè nó hất hủi nó quá, con nói thôi con ở nhà đi, con đi đừng đi ca đoàn nữa. Nhưng mà nó vẫn nhất quyết đi ca đoàn. Rồi con mở sách ngồi gần mở sách cho nó, tuy là nó không nhìn nhưng mà nó hát theo được nha. Nó hát được. Vâng, thưa anh chị em, tưởng tượng coi đi ca đoàn thì thường người ta phát cho tờ giấy và đi tập hát chứ phải không?
mà bây giờ nó không biết đọc, không biết viết thì lấy, không biết chữ thì lấy đâu mà nó hát. Cho nên đó là một cái điều kỳ diệu đấy chứ. Thưa hỏi có bạn có dám đi không? Bạn biết đọc biết viết mà bạn tham gia ca đoàn chưa? Anh có bằng cấp cử nhân tiến sĩ, anh đã tham gia giáo lý viên chưa? Chị kia kìa, thạc sĩ gì đó, chị có tham gia sinh hoạt với các đoàn thể nào bao giờ chưa? Lắc đầu, không dám nói à? Đấy, hồi tôi nhớ ngày xưa mà ở nông trường cũng vậy. Hồi đó chúng tôi ở dưới Củ Chi, vì cũng có mấy em không công giáo, nó có đâu có đạo. Mà trong nông trường chúng tôi thì toàn là nam thôi, mới kiếm mấy giọng nữ thì tuyển mấy bé này vô hát. Nói là bé chứ đây cũng 40 với lại ba mấy rồi chứ đâu phải là bé, mà cứ gọi là bé thôi. Thì nó cầm sách hát, nó cứ cầm ngược như thế này, cứ cầm ngược như thế này. Ê, bảo con hát đi, nó vẫn hát được. Bảo con sao con cầm ngược con hát được, bảo con hát được, bảo sao vậy con hay vậy. Bảo cầm xuôi cầm ngược đâu có khác nhau gì đâu chú, giờ chú cầm xuôi cũng vậy à, cầm ngược cũng vậy à. Biết sao không? Tại con không biết chữ. Cầm xuôi cầm ngược đâu có biết đâu, không biết chữ cho nên là cứ thuộc lòng vậy à. Mà bây giờ con bé Vương Nhã Văn này, nó không biết chữ mà nó tham gia ca đoàn. Đương nhiên là vô đó người ta coi thường nó. Nó bé mọn quá mà. Bé cả về hình hài. Con bé này Dũ Mi dẫu sao nó còn to hơn được một chút. Còn Nhã Văn này nó bé cả về hình hài bên ngoài lẫn sự hiểu biết về mặt kiến thức, trí thức, vì không biết đọc, không biết viết. Vậy mà vẫn tham gia ca đoàn. Rồi tham gia ca đoàn rồi con thấy làm sao? Dạ con thấy vui. Vẫn thấy vui là sao? Người ta hết hủi đó mà vẫn thấy vui là sao? Dạ, nhiều khi mấy bạn nó giật tại thôi nói nó biết chữ, giật giấy lại tại thiếu giấy, giật giấy của nó lại. Con thấy con buồn quá, con nói thôi con đừng có đi nữa. Con ở nhà, con đi lễ, con dự, con ngồi ngoài giáo dân, con hát cũng được vậy. Nó không, con vô ca đoàn, con hát chung với bạn bè con à. Con buồn lắm, con khóc lại con. Tại vì bạn giật giấy lại của nó con thấy con buồn quá. Con nói thôi con đừng có đi vô ca đoàn, con ngồi giáo dân, con hát cũng được vậy. Không, con vô ca đoàn à. Rồi con có buồn không? Dạ buồn. Lúc con buồn thì con làm cái gì? Dạ con vẫn thấy vui. Con buồn mà con vẫn thấy vui tại sao? À, vậy con không có buồn nữa. Ừ. Hát cho chú. Con hát cho chú chứ. Con buồn mà con vẫn thấy vui. Buồn vì các bạn đối xử với con như thế. Nhưng mà con vẫn vui vì con hát cho chú chứ con có hát cho người ta đâu mà con cần phải sợ người ta khen hay là chê mà buồn. Người ta muốn đối xử thế nào chuyện của người ta, dám như nó không? Anh nhé, dám không? Người ta hơi nói nặng nhẹ tí là anh giận. Đi tham gia sinh hoạt, đi tham gia ca đoàn, đi tham gia phục vụ, mà nói tí là mặt nặng mặt nhẹ. Về nhà vậy, hai vợ chồng mới nói qua nói mấy câu trước câu sau là bắt đầu cơm không lành canh không ngọt. Còn đây nói gì nói vẫn cứ đi tham gia. Buồn đó nhưng mà vẫn vui. Hết buồn rồi. Rồi ngoài việc tham gia ca đoàn, con còn làm công tác tông đồ gì nữa chia sẻ cho mọi người? Dạ con quét nhà thờ, con phục vụ, con lau nhà thờ chứ. Con bé về sao con quét nhà thờ, con lau nhà thờ được? Dạ tại vì con nguyên nhóm con đi với mẹ con dậy nha. Rồi sáng mẹ kêu dậy. Mấy giờ mẹ kêu dậy? Dạ 4 giờ rưỡi chứ. Ừ, làm gì nữa? Dạ con quét nhà thờ đó nha. Dạ tôi cha hết. Rồi con quét nhà thờ, lau nhà thờ. Anh có gì anh làm chưa? Lại vẫn chưa nữa. Tại sao kỳ ta ha? Nói giờ tôi hỏi toàn những người khỏe mạnh, những người có đầy đủ điều kiện đi không làm. Mà toàn những người bé mọn này, người bé tí xíu như thế này mà quét nhà thờ, dọn nhà thờ là sao? Rồi ngoài việc lau quét dọn nhà thờ, con có đi lễ như bé chị Diệu My không? Dạ có. Lễ nào? Dạ có 7 giờ, lễ sáng ngày nào cũng đi hết chứ. Mấy giờ? Tại vì lễ 6 giờ là 5 giờ rưỡi con đi. Còn chủ nhật thì con hát lễ thiếu nhi với nó. 7 giờ thì 6 giờ rưỡi con đi. Là chiều con đi hát lễ, chiều chủ nhật này con đi hát lễ nữa. Tức là bà tham gia các đoàn thiếu nhi với con của bà. Chúng ta thấy hình ảnh một người mẹ 69 tuổi
vào các đoàn thiếu nhi chỉ vì đứa con 40 tuổi của mình. Mà có mấy ai nhận được cái giá trị đó không? Hay là họ coi thường? Họ bĩu môi. Giá mà bà này là nhà tài trợ, nhà đỡ đầu ca đoàn chắc là khác à nha. Nếu mà cô bé này là con của bà bầu ca đoàn á, mặc đầm rồi son phấn rồi thì cầm điện thoại di động quệt 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 ấy, đứng hát solo vẹo qua vẹo lại chắc lại là khác cả nhá. Còn đây bà có cái gì mà đóng góp, bà già lắm thân lên việc ca đoàn còn bà lấy làm cái gì, bé này hát phi hò cái gì đâu. Đã coi thường với đứa bé mọn này, coi thường những con người bé mọn này vì họ nghèo, vì họ bệnh tật, vì họ không có học. Mà cẩn thận nhé anh, không trở nên bé mọn như trẻ nhỏ thì không được vào nước trời đâu. Chứ đừng có tưởng mà cứ to đùng đó mà vào nước trời, cứ tưởng nó đầy bằng cấp, đầy học vị, đầy chức tước, đầy tiền bạc, đầy danh vọng mà vào nước trời được đâu. Trở nên bé mọn như trẻ nhỏ này thì mới vào nước trời. Là một cách hồn nhiên, cái vô tư, không tính toán, không mặc cảm. Khó là cái mặc cảm. Anh là chút mút là mặc cảm, tự ti, mặc cảm, tự tôn. Vì nghèo, vì xấu, vì thế này thế kia, không hề mặc cảm. Phá tan được cái bệnh mặc cảm nơi các anh em mình chưa? Lúc nào cũng mặc cảm là nghèo, là cảm là xấu, mặc cảm là hèn, mặc cảm là dốt, mặc cảm là khuyết tật, mặc cảm là bé tí. Nó có mặc cảm gì đâu. Rồi con biết gì về lòng thương xót Chúa? Chia sẻ cho mọi người nghe. Con biết đến lòng thương Chúa và con đi loan truyền lòng thương xót Chúa ra làm sao? Dạ, con giúp mà cho người ta máy á cha, con đi giúp người nghèo cũng vậy á. Máy ở đâu? Dạ cha cho. Rồi sao? Rồi con đi phát cho người nghèo cũng vậy á cha. Phát làm sao? Dạ, phát cho người bệnh đó cha. Làm sao con vô chỗ nào con phát cho người bệnh? Dạ, bệnh viện đó. Dạ, con đi bệnh viện của cha. Khi con thấy họ nằm bệnh viện con thấy tội lắm. Dạ thôi cha hết. Đứa này thì đi phát cho bà già, đứa thì đi phát trong bệnh viện cho những người bệnh họ nằm tội lắm, con phát cho họ. Bà chia sẻ công việc đó làm như thế nào? Dạ. Công việc đó làm như thế nào? Dạ, nó vô bệnh viện, nó ai mời đi bệnh viện thì mẹ con đi. Rồi nó thấy vậy, nó để con đem máy cho, để con xin cha Long cho máy cho cậu, cho chú, cho anh, cho bà vậy đó. Dạ. Càng nghe mình cảm thấy như là người mình nó càng nhỏ lại. Con người mình nó nhỏ vì nó nhỏ mọn quá, nó nhỏ quá so với cái con bé Vương Nhã Văn này, nó vĩ đại chứ, nó to chứ, nó lớn chứ, trong suy nghĩ của nó, trong trái tim của nó. Trái tim nó lớn lắm, suy nghĩ nó lớn lắm, nó không có nhỏ nhặt tỉ mỉ như mình suốt ngày chấp nhất nhau những chuyện không đáng. Nó không suốt ngày so đo, so bì, nhưng mà nó cứ âm thầm lặng lẽ như vậy, đến bệnh viện mà tặng máy cho người ta, thấy người ta thương như thế. Rồi con cầu nguyện sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ con đi theo cha thưởng đi vô trong bệnh viện á cha. Con đọc kinh mà đọc kinh này cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh. Giúp cái chú đó nằm ở trong bệnh viện á cha, con thấy tội lắm. Là vì bệnh phổi vậy á cha. Cái con đi con theo thật thật á cha. Rồi con đọc vậy á, rồi thấy chú bệnh vậy. Rồi con khóc. Cái con làm được cái gì hết á. Làm được chứ, con làm được chứ, con cầu nguyện cho họ được không? Dạ được. Con dâng những hy sinh của con cầu nguyện cho họ được không? Dạ có. Con lấy lòng yêu mến, con yêu mến họ được không? Dạ có. Đó, chúng ta có thể làm được nhiều việc mà. Chú nói con có thể làm được nhiều việc bằng lời nói, bằng hy sinh và bằng việc làm. Đó là những việc bác ái mà mình có thể làm. Rồi con đã trong tham gia ca đoàn, con biết hát bài gì nhỏ nhỏ bé bé trong trái tim gì biết không? Biết bài đó không? Chúa yêu muôn đời, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ
tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, trời tìm con trong trời tìm người. Nhỏ bé thôi, là tìm con trong nỗi tình người. Trái tim hồng nhìn Chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Nên sông chưa trang lời ca, con tình thì Chúa trái tim nở hoa. Và đây là cái con heo, con cầm cái con heo này đi. Rồi, mẹ cho tiền để con góp con bỏ heo để nấu cháo cho người nghèo như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con đi theo mẹ con giúp, mỗi sáng con để dành 5.000, 10.000 vậy đó cha. Cái con đưa cho cái cô đó nấu nồi cháo tình thương vậy đó cha. Con thấy họ cũng nghèo lắm, cũng thấy tội lắm cha. Rồi họ không có, cô đó cũng không có tiền nấu cha, cái con đưa cho cha Hoàng vậy á. Cha Hoàng nói là con làm vậy là tốt lắm, con ngoan lắm á. Mà cha nói là con không có được xài tiền vậy. Rồi sinh nhật của con sao, con lấy quà sinh nhật con tặng cho người nghèo con heo như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, sinh nhật của con á thì con góp vô nhật của con đưa tiền cho cha, cái con không có sàn phung phí vậy. Rồi nói là thôi cha giúp cho con vậy á, rồi con không có phung phí gì nữa. Thế chị em nó dùng chữ phung phí, chị em có hiểu cách cái ngôn ngữ của nó không ạ? Lấy tiền mà để giúp cho người nghèo, người ta nghĩ là nó là phung phí. Nó tưởng là nó lấy tiền nó đi làm cái chuyện gì, may mắn là đừng có phung phí như thế. Nhưng mà đâu biết rằng nó lấy tiền nó để dành để vào trong heo, rồi giúp cho những người nghèo, núp vào cái nồi nấu cháo tình thương. Và chia sẻ cho mọi người cái nồi cháo tình thương cho người nghèo mà nó giúp đỡ như thế nào. Dạ sáng thì mỗi sáng 6 giờ mấy hai mẹ con đi qua bên nhà thờ ăn tôn nấu cháo 3, 5, 7. Nấu cháo cho người nghèo, phát cho người ta ăn. Nó cũng theo con vậy luôn. Đấy, thưa anh chị em, người ta gọi gì, lá lành đùm lá rách. Nhưng mà lá rách thì đùm lá nát, còn đây lá nát thì đùm lá te tua. Có bao nhiêu người giàu mà nghĩ đến những người nghèo mà cho họ nồi cháo tình thương. Trong khi đó người mà không có cơm ăn lại lo cháo cho người không có tí gì ăn. Thì chúng ta mới thấy được là lòng thương xót của Chúa lớn như thế nào. Và nếu anh chị em mình mà dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa thực sự, thì tất cả chúng ta đều thấy là cái tôi của mình nên tan biến đi, nhỏ bé hết lại như những người bé mọn này, để chỉ một lòng lo cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, một lòng lo cho việc mà giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, để thấy cuộc sống của mình đừng có ngồi đó mà than thân trách phận khi thấy mình thua anh kém chị. Đừng có ngồi đó mà so đứng núi này trông núi kia. Đừng đó ngồi đó mà so bì, để sống thanh thản như hai em bé này. Đúng là cô gái rồi đấy chứ, 40 với 30 hết rồi chứ đâu phải bé gì đâu. Nhưng mà vẫn cứ như là đứa bé vậy thôi, vẫn cứ bé mọn như vậy thôi. Và để kết thúc buổi họp mặt hôm nay, điểm hẹn Chủ nhật với những người bé mọn, xin được gửi tặng cho bé Vương Nhã Văn. Đây cho bà, đây là cái máy radio nhật ký lòng thương xót Chúa nha. Đây là máy bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa cho bà đọc mà nha. Đây là chút quà để cho con mua sách vở học cho nó tốt nha. Dạ, cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Còn con có thích lấy máy về đi để gửi cho người ta không? Dạ có. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Đây. Rồi đây là radio nhật ký lòng thương xót Chúa. Đây là gửi tặng cho chị cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Và gửi tặng cho con chút xíu quà để là mua bánh ăn nha. Rồi. Mà bây giờ thì mời anh chị em và các bạn, chúng ta cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa cùng với những kẻ bé mọn. Chúng ta hát lên bài Trong trái tim Chúa, trang 78.
Xin cho mỗi người được trở thành những người bé mọn, nhỏ bé thôi, như mẹ Maria, như tất cả các thánh, luôn luôn thấy mình nhỏ bé trong lòng thương xót của Chúa, để cho quyền năng lòng thương xót của Chúa đưa dẫn chúng ta từng bước một. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng như Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời dấu chúng con gần xa. Hơn người con sống chưa chan lời ca, có ơn hiền hiền Chúa